báo cho các bạn, bốn bạn trên kia một thông tin là hai con gái tôi dưới đây đẹp xuất sắc, mỗi người mỗi vẻ, công ăn chuyện làm đàng hoàng, đứa nào mới học đại học. Hai đứa nó ngồi đẹp như mẹ thiên hạ. Đẹp như mẹ thiên hạ. Hết nước nói. Bây giờ mình có tài giặt, tài lẻ, tài mọn, tài cắt gì bung để ra hết ra. Nói thính thổ ra, sổ ra chị Giang. Đúng rồi. Con gái cưng lắm. Hai cô gái đẹp quá đẹp mà chắc luôn. Mà phải lựa một chàng trai nào để xứng đáng để mà mình lấy nữa. Đó cho nên là các em có cái gì cứ nói ra hết đi. Môi móc chuyện gia đình xấu xí đồ. Ủa gì kỳ vậy? Rồi môi gì đó người ta đi luôn. Môi cái gì đó, môi chuyện gì mà mình thấy tốt che xấu. Tốt che xấu khoe. Tốt khoe xấu che. Rồi nói lại có chị. Tốt che xấu khoe. Đó rồi đúng rồi. Tốt khoe xấu che. Tốt khoe. Tốt khoe. Tốt che. Tốt che đọc lại. Tốt che xấu khoe đã. Tốt che xấu khoe. Rồi bây giờ ngược rồi. Bởi vì sao mà xấu che chứ tại sao mà tốt che? Để chị nói gì chứ nói. Tốt khoe xấu che. Đúng rồi. Chị nói là tốt che xấu khoe. Nãy nói lộn. Chị nói mà chị không hiểu. Chị nói lộn. Chị cùng mà nói lộn, ta nói lại. Ba cô Vân ơi, dạ. Nghe là hai người bằng tuổi mà sao xưng chị em? Cái giấy. Hai người cùng quý sủ mà. Ngồi kéo chị ra trong khép nép hẳn luôn. Đâu, quý sủ hết 73. Người ta nói là trai nhâm nữ quý, mà tự nhiên đây là trai quý nữ nhâm, là thấy nó ngược rồi đó. Không có ngược. Cho dù nhâm quý gì cũng vậy. Tôi là tôi nhâm nhưng mà cái tính tôi đàn ông. Còn tôi quý nhưng mà tánh tôi đàn bà. Tánh tôi đàn bà. Tánh tôi đàn bà. Gã luôn. Gã luôn. Trời ơi. Tất cả sẽ có trong Tần Số Tình Yêu, phát sóng vào lúc 21h40 thứ Sáu hàng tuần, bắt đầu từ 29 tháng 6 trên kênh HTV7.